Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã khởi tố người điều khiển xe ô tô tốc độ cao rú ga nhiều vòng trước nhà hát lớn Hà Nội vì tội gây dối trật tự công cộng. Trước đó, dạng sáng 17 tháng 4, Công an phường Tràng Tiền phát hiện ô tô nhận hiệu Nissan màu trắng, biển kiểm soát 30H69404 do Nguyễn Ngọc Thắng sinh năm 1984, trú tại quận Hoàn Kiếm điều khiển tốc độ cao, rú ga và trượt bánh xe trên đường nhiều vòng quanh bùng binh tại trước cửa nhà hát lớn làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn cho người tham gia giao thông. Tổ công tác Công an phường Tràng Tiền đã yêu cầu người này dừng xe, nhưng đối tượng không chấp hành và phóng xe bỏ chạy về phía Tràng Tiền Trần Quang Khải. Vào chiều cùng ngày, Công an quận hoàn kiếm đã mời đối tượng thắng lên làm việc, tạm giữ ô tô và một chiếc điện thoại di động. Vào sáng nay 21 tháng 4, Công an quận hoàn kiếm Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Thắng về tội gây rối trật tự công cộng. Qua kiểm tra xe ô tô, Trần Quang Khải đã độ lắp thêm chắn gió đuôi xe, đèn nháy phía trước, lắp độ thêm hốc gió, líp bảo vệ tay xe, vây chia môi cản trước xe hai bên, thay đổi âm thanh pô to, cần số thì được thay bằng vật có hình dạng giống chuôi kiếm. Và grip là hành động mà Thắng đã làm là một kỹ thuật lái xe mà người điều khiển cố tình làm thừa lái ở tốc độ cao, khiến bánh sau trượt trên đường nhưng vẫn có thể đảm bảo được tốc độ và hướng di chuyển của xe như mong muốn.